Hôm nay chúng ta sẽ thực hành tiếp cái bài mảng hai chiều đi tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong cái mảng hai chiều có n dòng và m cộng. Thì các bước nhập mảng hai chiều thì chúng ta đã thực hành nhiều rồi. Thì ta nhập vào giá trị của m, n và sau đó ta duyệt cái mảng bằng hai cái dòng lập for y chạy từ 0 nhỏ hơn n và for z chạy từ 0 z nhỏ hơn m, và mình đọc các giá trị của biến a z vào. Sau khi ta nhập được mảng thì ta tiến hành là tìm cái giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của cái ma trận, ở đây cụ thể ma trận A có n nhân m phần tử. Thì để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất thì mình sẽ khai báo mình tìa hai biến, một biến lớn và một biến nhỏ. Trước tiên là ta phải diệt qua cái ma trận của mình, ta dùng hai dòng lập ta diệt qua cái ma trận, rồi ta tiến hành tìm ra cái số lớn nhất và nhỏ nhất. Thì bây giờ á, chúng ta có thể gán đầu tiên ta cho cái số lớn nhất, ta giả sử nó bằng là a không không. Rồi tiếp theo á, số nhỏ thì ta cũng giả sử và cho cái giá trị đầu tiên cũng là a không không a không không. Thì khi mình diệt đầu tiên là ngay cái a không không rồi, thì mình có thể diệt dư chút xíu, mà mới học thì thôi không sao, chúng ta cứ cho a không không để khỏi có tốn thời gian suy nghĩ nhiều. Rồi thì mình mới xét là mình đi tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất. Thì nếu như là số lớn á, mà nó lại nhỏ hơn một số nào đó, thì sao các em? Thì mình phải gán số lớn đó đó bằng mà cái số nó bị lớn hơn. Đó. Tương tự như vậy thì mình đặt điều kiện cho cái số nhỏ nếp nhỏ mà nó lại là lớn hơn một cái số nào đó thì tức là nó chưa đủ nhỏ, tức là nó chưa nhỏ nhất đó, thì mình phải gán cái số nhỏ này bằng cái số nhỏ hơn. Đó, cái thuật toán mình như thế. Sau khi mà duyệt qua hai dòng lập thì ta tiến hành ta xuất kết quả ra màn hình. Số lớn nhất là phần trăm d xuyệt n cho xuống dòng phải lớn, và cuối câu thì mình cho một cái dấu chấm phẩy, mình copy nó xuống. Số nhỏ nhất này nãy số lớn, bây giờ là số nhỏ nhất là mình cho cái số nhỏ. Rồi thì các em đặt giá trị min max gì cũng được. Thì thông qua cái thuật toán như vậy thì đầu tiên mình giả sử nó số lớn bằng a không không, số nhỏ bằng a không không, thì sau đó mình đi duyệt cái ma trận của mình, duyệt cái mảng mình có n như m phần tử, rồi tiến hành mình đi so sánh số lớn mà tồn tại một cái số lớn hơn nó thì nó chưa lớn, thì mình gán số lớn bằng cái số lớn hơn. Tương tự đối với số nhỏ, chúng ta đi chạy chương trình nhập nào 3 hay nào bằng 2 thì mình cho số là mình có 6 số trừ 10, 20, 50, 6. Rồi
thì ta sẽ tìm được số lớn nhất là 56, số nhỏ nhất là bằng trừ 10. Thì thông qua bài toán này thì chúng ta làm quen với việc nhập xuất mãn hai chiều và chi xuất các chỉ số mãn và tiến hành tính toán các thuật toán cơ bản trên mãn hai chiều. Và cụ thể bài này là tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của mãn hai chiều có n dòng và m cột. Chúng ta tiến hành duyệt và thực hiện các thuật toán tính toán so sánh tìm ra giá trị lớn nhất và nhỏ nhất cơ bản. Thì qua bài tập demo thì các em hoàn thiện bài tập thực hành của mình. Đây là đoạn góc chính của chúng ta.